Nào, đây là trong tay bạn là Na, là có một loạt các con vật gần gũi nhất với các bạn nhỏ nhá, trong đời sống hàng ngày nhá. Các bạn hãy cùng xem nó gồm những con gì nào. À đây, các bạn nhìn này, đây là con gì các bạn nhỉ? Các bạn nhìn thấy nó có giống con gì không? À các bạn nhìn kỹ thì đây sẽ là những con kiến nhá. Những con kiến chăm chỉ làm việc, tha mồi thì thường hay đi theo bầy đàn này, và nó cắn thì rất đau nhá, nên các bạn cũng phải cẩn thận nhá. Đấy, đây là những con kiến đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta để con kiến ra đây. Tiếp đến con này. Con này con gì các bạn có nhớ không? Những con này sẽ xuất hiện ở các vùng quê là rất là nhiều. Đây người ta gọi là những con trâu. Con trâu này thì giúp các bác nông dân này làm đồng áng này, thu hoạch mùa màng lúa các bạn ạ. Ngoài ra trâu này còn là một món ăn ngon đối với đối với con người đấy các bạn nhá. Đấy, tiếp theo đây là con bọ ngựa này, nó có hai cái chân đằng phía trước này rất là sắc này. Các bạn mà sờ vào đây là nó cào cho là rất đau nhá. Những con bọ ngựa này thường thường sống ở những cái bờ rào ấy, bờ rào có những nhiều cây cối ấy các bạn ạ. Đấy các bạn xem này, và nó có thể bay được đấy. Các bạn lưu ý nhá, khi chơi bắt, nếu mà bắt thì các bạn phải túm hai cái càng này của nó nhá. Nếu túm như thế này là nó dùng hai càng này, nó cao vào tay là rất đau nhá. Xước đấy, các bạn đau đấy. Đấy. Tiếp theo. Đây là con bướm, con bươm bướm. Con bươm bướm thì nó có rất nhiều màu sắc và đẹp nhá các bạn nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây là một trong những màu của con bươm bướm, ngoài ra nó còn rất nhiều màu khác các bạn có thể tham khảo nhá. Nó hay đậu ở các bờ rào ấy, bờ rào các cành cây ấy, các bạn chịu khó đi tìm ở vừa về quê ấy, thì các bạn chịu khó ra vườn ấy thì rất hay bắt gặp những chú bươm bướm đẹp long lanh đậu ở những cây cối nhá. À tiếp theo đây là con gì đây nhỉ, các bạn có nhớ không? Những con này rất là các thân thiết với các bạn đấy, gần gũi các bạn đấy, gần gũi nhất là các món ăn của các bạn đấy. Cháo này, người ta hay nấu cháo này, cháo gì nhỉ? À, cháo gà đúng không? Đấy. Đây là con gà các bạn ạ. Gà thì được người ta làm rất nhiều món. Đặc biệt các bạn nhỏ thì thường được bố mẹ nấu cho món cháo gà ăn rất là ngon và bổ cho sức khỏe. Các bạn nhá. Các bạn muốn tìm hiểu thì hãy về quê hoặc là ra chợ, sẽ có rất nhiều gà để các bác các bà bố mẹ cho các bé xem nhá. À đây nhầm, đây là củ quả nhầm các bạn ạ. À đây. Tiếp đến đây là con gì đây? Các bạn nhìn xem con gì đây nhờ? Các bạn biết đây là con gì không? Nếu các bạn nhìn kỹ thì sẽ biết đây là hình phóng to nhá. Nhưng con này thì nó rất nhiều ở các nhà. Nhà bạn nào gần như cũng sẽ có con này đấy. Con này người ta gọi là con muỗi các bạn ạ. Đấy. Những con muỗi này nó có cái mỏ này, dùng để làm gì các bạn có biết không? Những cái mỏ này nó dùng để hút máu đấy. Những chú muỗi đực thì sẽ không bao giờ hút máu các bạn ạ, chỉ hút nhựa để sống thôi, nhưng mà những con muỗi này, những con muỗi hút máu là những con muỗi cái các bạn ạ. Và có một loại muỗi đó là loại muỗi Anopheles ấy, thì các bạn phải lưu ý nhá, nó hình màu vằn ấy, là những loài đấy nó sẽ tiêm, nó chích mình, nó hút máu mình, trong ngoài ra nó còn tiêm vào đó là những cái loại bệnh là virus, là rất ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn nhá. Các bạn phải tránh xa và thấy thì phải đập nhá. Và muỗi này cũng sinh sản rất nhanh đấy, nó thích màu tối đấy, nên các bạn phải hạn chế đi vào những xó xỉnh tối tăm nhá. Các bạn trẻ thì hay chơi nên hay vào những cái vùng tối để náu núp đấy, chính là những cái vùng mà bọn muỗi này nó sinh sống đấy các bạn nhớ chưa, phải tránh xa nhá. Đặc biệt là quần áo màu đen ấy, là chú muỗi này rất thích đậu lên đấy, đậu lên thì đồng nghĩa với chú là cũng thích hút máu của các bạn đấy, là đau đấy, mà ra còn lây bệnh cho các bạn đấy, các bạn để ý nhá. Đấy, tiếp theo đây là con gì nhỉ? À đây là con chuồn chuồn. Các cụ chúng ta, các cụ ông bà từ ngày xưa đã có câu này,
chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đấy, khi các bạn ra ngoài đường hay là bất kỳ nơi nào thấy một đàn chuồn chuồn ấy, nếu nó bay thấp ấy thì tiên dự hôm đấy trời sẽ mưa. Đấy, bay cao tít ở phía trên ấy thì trời sẽ nắng to, và bay vừa vừa thì trời sẽ dâm mát các bạn nhá. Đấy, các cụ nói không sai đâu, các bạn cứ thử kiểm chứng mà xem nhá. À đây, tiếp đây là con ốc. Ốc đấy. Ốc này thì sống ở ao hồ, nó thường ở dưới đáy của bùn ấy nhá. Chúng ta bắt, muốn bắt chúng ta phải lội xuống bùn và chúng ta sẽ bắt ốc này, thì sẽ có nhiều món nấu rất là ngon các bạn ạ, có thể là luộc, xào, đảo, vân vân. Bạn Anna thì cũng không chuyên môn về món ăn uống cho lắm nên cũng chỉ biết sơ sơ những cái món ăn như vậy thôi. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu thêm các món ăn thông qua bố mẹ của các bạn nha. Đấy, vừa rồi chúng ta sẽ thấy có một con giống như này, màu đen. Đây là con trâu đúng không các bạn? Đấy, con trâu. Giờ tiếp theo đây, con này gì? Hai con này nó nhìn nó cũng bốn chân nó ná nhau này. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng con này màu nó lại khác, màu vàng đậm. Đấy, con này người ta gọi là con bò các bạn ạ. Con bò với con trâu thì là nó có tác dụng của đối với các bác nông dân là nó như nhau, dùng để cày cuốc ruộng, kéo cày, chở lúa ở trên những cái xe trâu, xe bò, xe thồ, chúng rất khỏe. Đấy, và ngoài ra thì cũng như vừa nãy là bạn Na cũng giới thiệu qua rồi, là những hai loại này thì ngoài ra chúng còn được chế biến thành những món ăn rất là ngon các bạn nhé. Các bạn có dịp thì bảo bố mẹ các bạn đưa các bạn ra quán để giới thiệu vài món ăn về những chú trâu chú bò này nha. Đấy, tiếp theo này. Úi dồi, con này chắc là các bạn biết rõ quá rồi đúng không? Đây là con chuột. Các bạn nhỏ thì thường rất thích xem bộ phim Tom và Jerry đúng không? Đây, chính là chú chuột đấy. Chuột trong Tom Jerry thì khác với chú chuột này nhá. Chú chuột này thì thường hay ăn uống, ăn những cái đồ trong nhà này, phá phách này, gặm chăn, gặm vải này. Rất rất có hại đấy đối với các bạn và gia đình các bạn nhá. Nên chúng ta thường là sẽ tìm cách để mà diệt được những con chuột này. Diệt đơn giản nhất là bằng cách là nào các bạn biết không? Đây, để bạn Na giới thiệu luôn các bạn cách đơn giản nhất. Đây, đang tìm một con vật mà có thể khắc chế được chú chuột này. Các bạn hãy xem nha. Đố các bạn biết đấy, trong thời gian tìm các bạn thử nghĩ xem nó là gì. À đây rồi. Đấy, con chuột thì rất sợ những con mèo các bạn ạ. Nên để khắc chế những chú chuột này, các chú chuột ở trong nhà, thì các bạn nên bảo bố mẹ cho nuôi một hai con mèo ở trong nhà để đảm bảo là nó xua đuổi được những con chuột tác hại ở trong gia đình mình nha. Đấy, đấy, giới thiệu luôn các bạn các chú mèo đáng yêu này. Đấy, thấy chưa? Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến là những chú chó, những con vật rất gần gũi với các bạn nhỏ. Đây, chú chó này có tác dụng như thế nào các bạn biết không? Những chú chó này thì trông nhà rất là tốt nhá các bạn ạ. Nếu các nhà các bạn có điều kiện hoặc là thì các bạn có thể nuôi một hai chú chó, vừa làm bạn với các bạn lại vừa có tác dụng trông nhà cửa, tài sản nhà của các bạn không bị mất nhá các bạn nha. Các bạn thấy chú chó đáng yêu không? Đấy, chú chó này. Ồ, đây là con gì đây? À đấy, đây là con chim, chim bồ câu các bạn ạ. Chim bồ câu thì người ta thường nuôi chúng để mục đích là làm thịt. Thường các bạn nhỏ sẽ, các bạn nhỏ được bố mẹ hay nấu cho cháo chim bồ câu đấy các bạn nhé, ăn rất là ngon và bổ dưỡng nó sức khỏe các bạn ạ. Tiếp theo đó là con tôm. Tôm này gọi tôm đồng các bạn nhé. Còn tôm hùm, tôm biển ấy, nó rất là to, nó không nhỏ như này đâu. Những chú tôm này thì làm những cái món ăn hàng ngày
thì rất là gần gũi đối với chúng ta nha, và rất tốt cho sức khỏe nha. Đấy, nhưng mà tôm này thì để nấu chế biến những món ăn thì chúng ta phải bóc hết lớp vỏ ngoài ra này. Đấy, rồi xào đảo hay làm những món lẩu gì đấy thì các tùy các bạn nhé. Đấy, bạn thấy chưa? Chắc chắn các bạn đã gặp những chú tôm này rồi đúng không? Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, tiếp theo. Đây là chú ngựa đấy. Chú ngựa này thì thường được người ta được được huấn luyện để chở đồ này, chở người này, diễu binh này. Ngoài ra thì cũng được chế biến thành những cái món ăn rất là khoái khẩu các bạn ạ. Đấy. À đây. Đấy, tiếp theo là những chú thỏ đáng yêu này. Những chú thỏ này thì món ăn chủ yếu của những chú thỏ này là củ cà rốt các bạn ạ. Những chú thỏ này cũng là những cái vật nuôi thú cưng ở trong nhà đấy. Các bạn cứ đi có dịp sẽ đi đến một vài nhà để sẽ gặp được các bác các bạn là sẽ nuôi những chú thỏ này cho mà xem. Các bạn cứ để ý nha. À đây, ngoài ra đây con cá này. Con cá này thì lại sống ở dưới nước, bơi lội tung tăng này, và có những cái vây này để bơi được dưới nước các bạn ạ. Cá này thì là cũng là một món ăn không thể thiếu được trong mỗi gia đình của chúng ta nha. À đây nữa, đây là con gì đây? À đây là con ruồi các bạn ạ. Con ruồi này thực ra đối với chúng ta là loài ruồi này thì chúng ta nên phải xa lánh, tại vì sao? Nó rất hay bậu vào những cái chỗ bẩn thỉu hôi thối, sau đó nó lại bậu vào những cái thức ăn của chúng ta. Thành thử ra những con ruồi này chúng ta thấy ở bất kỳ ở đâu là chúng ta cũng phải tìm cách để mà đuổi nó đi nhá, tại vì nó thường là mang những cái dơ bẩn đến cho chúng ta đấy các bạn ạ. Mất vệ sinh, có thể là mang theo cả dịch bệnh nhá. Ồ, tiếp theo đây là con lợn ủn ỉn này. Đấy. Lợn này là một món ăn chắc chắn luôn, là không thể thiếu đối với chúng ta luôn. Hàng ngày các bạn đi ra bất kỳ chợ nào, từ chợ nhỏ cho đến chợ lớn, siêu thị, chúng ta đều sẽ bắt gặp được những hạng mục thịt lợn bán đầy ở các chợ lớn nhỏ và các siêu thị các bạn nhé. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn có cả con dế mèn này. Đấy. Con dế này thì thường nó sống ở dưới đất nhá, muốn bắt được thì chúng ta phải nó xuống ở dưới đất ấy, nó khoan những cái lỗ khoan, nó sống chui xuống dưới đất ấy. Muốn bắt được á, chúng ta có thể là đổ nước hoặc là dùng cái cây để khều nó lên nhá. Con dế này là cũng là một món ăn chúng ta có thể dùng để xào đảo. Hoặc là con dế còn ngoài ra chúng còn là những cái chiến binh rất là mạnh mẽ, có thể chiến đấu được với nhau. Đấy. Tiếp theo. Đây là chú chuột. À đã quên, xin lỗi các bạn, nhầm. Lỡ mồm. Đây là cái con cua, các bạn nhìn thấy không? Cua cua nó có hai cái càng rất là to. Hai cái càng này đặc biệt là các bạn nhỏ là phải lưu ý nhá, tránh xa hai càng này ra nhá. Nếu không nó cắt cho vào là đứt tay luôn đấy. Đối với tay các bạn nhỏ còn yếu ớt ấy, gặp những con cua to nó cặp cho là đứt tay đấy. Khi mà bắt cua là chúng ta phải tóm hai cái càng này vào này để khống chế, không cho nó có tác dụng là cặp lại chúng ta. Sau đó chúng ta làm gì thì chúng ta làm, nhớ chưa? Cua là một món ăn được chế biến thành nhiều món ăn cho chúng ta lắm, ví dụ như món lẩu, món canh đấy các bạn ạ. Tiếp đến đây là con gì nhỉ? Con gì ộp oạt nhỉ? À đây là con ếch các bạn nhé. Ếch này cũng là một món ăn khoái khẩu đối với chúng ta đấy, rất là ngon đấy. Nó cũng sống ở dưới nước ấy các bạn ạ, dưới nước nhưng mà không phải là dưới đáy nước đâu, nó chỉ men men ở các bờ bờ nước thôi đấy. Đây, à đây là những chú rùa rồi. Nếu các bạn có dịp nhá, ra hồ Gươm ấy, Hồ Hoàn Kiếm ấy, thi thoảng sẽ gặp những cụ rùa nổi ở trên mặt nước các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể là vào các công viên sẽ gặp được những chú rùa. Những rùa sẽ có những cái mai này này.
khi gặp nguy hiểm nhá, là cái đầu rùa này và chân này nó thụt hết vào cái mai này. Mai này có rất cứng này, có tác dụng bảo vệ chúng khi gặp nguy hiểm. Đấy, khi thấy nguy hiểm cái là chúng thu mình vào cái mai này luôn. Đấy các bạn ạ, thấy chưa? Rùa cũng là một trong những cái món ăn tốt cho sức khỏe các bạn nha, các bạn tham khảo. À, tiếp theo đây là cái gì các bạn biết không? À, đây là chú nhện. Nhện này có tác dụng của nó là gì các bạn biết không? Các bạn phải để ý nha, những cái quần áo của các bạn mặc ấy sẽ có thể là sẽ được dùng đến từ những cái sợi tơ của bạn nhện này bạn tiết ra này. Đấy. Nhện thì người ta hay gắn liền với câu nói là nhện răng tơ các bạn ạ. Những cái tơ của nhện sẽ làm quần áo, chăn màn, vải vóc các bạn nha. Đấy, các bạn phải để ý nha. Đấy. Ngoài ra sẽ có rất nhiều loại nhện và cũng có loài độc, loài không độc nha. Loài nhện độc nó cắn là cũng rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Các bạn cũng phải để ý và cũng nên tránh xa nhé. À, đấy, tiếp theo. Đây thì rõ rồi. Đây là một con ong các bạn ạ. Con ong thì thường nó sẽ làm mật cho chúng ta đấy. Những cái mật ong mà chúng ta hay ăn uống hàng ngày ấy. Mật ong thì lại có tác dụng là chữa một số loại bệnh rất tốt nhá. Các bạn cũng phải tham khảo nha. Ong này chúng ta cũng phải tránh xa nhá. Ong này thường sống trong bầy đàn nhá. Khi chúng ta trêu ghẹo một tổ ong ấy thì cả đàn nó sẽ bâu đến để nó cắn bạn đấy. Mà nó cắn nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến luôn sức khỏe của bạn nhá, tính mạng của bạn luôn. Các bạn phải để ý, lưu ý và tránh xa những cái tổ ong. Nếu không có những cái trang thiết bị cần thiết để mà xử lý tổ ong thì các bạn nên tránh xa. Mặc quần áo bình thường các bạn nên tránh xa nhá. Nếu không là cả tổ nó vào nó cắn thì các bạn thực sự là nguy hiểm. Các bạn phải lưu ý cho giúp nhá. À, tiếp, đây cũng là một, đây là con rán. Con rán hay ăn không các bạn? Có bạn nào biết là con rán này mình có thể chế biến thành món ăn được không? Các bạn nào trả lời là có thì các bạn đã sai nha. Con rán này là chúng ta không thể chế biến thành làm món ăn được. Tại vì sao? Các bạn cứ thử bắt và chúng xem, bắt rồi thả ra xem. Các bạn đưa tay lên, các bạn ngửi. Thực sự nó rất hôi. Đấy. Loài rán này nó hay chui vào tủ, quần áo, nhà cửa. Và khi nó đậu vào đâu đấy của chúng ta, mùi hôi của nó thực sự là không thể nào chấp nhận được. Nên loài rán này chúng ta cũng phải xua đuổi nó nha. Thấy là các bạn cũng phải đuổi nó đi. Nếu không là thực sự là mùi của nó là không thể dễ chịu một tí nào. Các bạn ạ. Đấy. Đấy, như vậy, bạn Anna đã giới thiệu cho các bạn xong một loạt các loài động vật gắn liền, gần gũi với các bạn. Từ những món ăn lẫn xung quanh đời sống các bạn hàng ngày. Chúng sinh tồn. Đấy, các bạn thấy thế nào? Các bạn cố gắng tìm hiểu nhá. Và các bạn hãy chia sẻ những điều các bạn biết, tìm hiểu để củng cố thêm được cái sự hiểu biết của các bạn ở các thế giới xung quanh mình đang sống nhá. Chào các bạn và hẹn lại các bạn ở các lần giới thiệu tiếp theo.